Đây là Nguyễn Phước Hưng, 33 tuổi, ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như kiềm chế được lòng tham, thì người đàn ông này đã không phải mang khuôn mặt sầu khổ đến thế, đã không phải bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Cớ sự xảy ra khi vợ mang thai nên Hưng đưa vợ từ thành phố Hồ Chí Minh về dã ngoại tại nhà bạn ở tỉnh Bến Tre, thì thấy xe máy có để sẵn chìa khóa dưới chân cầu mà không có ai trông giữ nên nổi lòng tham trộm luôn xe máy. Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre cho biết vừa tạm giữ hình sự Hưng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vợ Hưng là Trần Ngọc Phụng, 19 tuổi, cùng ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, là đồng phạm trong vụ án, được cho tại ngoại trong khi phục vụ công tác điều tra do đang mang thai và nuôi con nhỏ. Trước đó vào ngày 6 tháng 7, Hưng cùng vợ đến chơi tại nhà anh Lê Văn Việt ở xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm. Đến chiều 8 tháng 7, Hưng và Phụng đến cầu Thới An, ấp Thới An, xã Châu Hòa ngắm cảnh thì thấy một xe máy dựng bên lề đường, không người trông coi, trên xe có sẵn chìa khóa. Hưng cùng vợ đã lấy trộm chiếc xe máy chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh để bán, nhưng chẳng may khi chạy đến khu vực xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm thì cả hai đã bị lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn bắt giữ cùng tang vật. Hưng bị tạm giữ ngay sau đó, còn Phụng do đang mang thai và nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại. Hiện công an huyện Rồng Trôm đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Hưng và Phụng về hành vi trộm cắp tài sản.